Thì chính tay anh tự nuôi từ con mực bé xíu thế này này thành một con mực to bằng bàn tay. Đó là anh đã đem ra làm thịt nó để cho em ăn. Còn trứng thì do chính anh đẻ, à không, chính anh nuôi vào để ra. trứng. Chị thông báo cho tất cả các em, hôm nay chị sẽ giới thiệu với các em bộ đồ chơi sushi băng chuyền. Không biết rằng trong các em đã có bạn nào được đi ăn sushi băng chuyền chưa? Chị thì được đi ăn một vài lần rồi và chị khá là thích món này, bởi vì nó không chỉ ngon mà còn tiện lợi nữa. Ngoài sushi ra thì chị còn biết thêm một món nữa người ta cũng làm ra băng chuyền, đó chính là lẩu băng chuyền. Nói là sushi băng chuyền và lẩu băng chuyền nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực chất thì nó khá là đơn giản thôi. Người ta sẽ cho các món ăn trên một đường ray rất là dài và có rất là nhiều người ngồi. Sau đó khi mà món ăn nào của mình thích đến gần mình thì mình sẽ lấy và ăn thôi. Giống như kiểu bộ đồ chơi này này các em, cũng có một đường ray khá là dài và có một con tàu chở sushi. Đó, khi mà sushi đến gần mình thì mình sẽ đặt cái đĩa đấy xuống bàn và ăn. Bây giờ chị sẽ mở hộp đồ chơi này ra xem là nó có giống với thực tế hay không nhé. Wow, nó có khá là nhiều đồ đạc em ạ. Ta-da, con tàu của chúng ta rất là dễ thương này. Đây là tất cả những gì có trong bộ đồ chơi, khá là nhiều chi tiết các em ạ. Nhiệm vụ của chị như thường lệ là lắp ghép chúng lại với nhau. Đầu tiên chị sẽ lắp đường ray trước. Để con tàu này có thể chạy được thì chúng ta cần phải lắp pin. Và chị đã tìm thấy chỗ lắp pin. Chúng ta cần tháo con ốc này ra. Đây, đây chính là chỗ lắp pin các em ạ. Chị sẽ lắp vào đây. Wow, và khởi động thử. Wow, nó chạy ra này các em. Các em có thấy bánh nó chạy không? Chỉ có hai bánh sau chạy thôi, còn hai bánh trước thì không hề chạy. Chị sẽ đặt lên đây thử. Khá là oách đấy các em ạ. Ở trên đường này cũng có hai cái cần gạt. Nếu mà chúng ta gạt qua bên đây có nghĩa là để cho tàu đi. Còn chúng ta gạt ngược lại bên đây thì tàu sẽ dừng lại. Chị sẽ thử nhé các em. À quên, chị sẽ lắp vào sau đó mới thử. Và bật cho tàu chạy. Để đường như thế này có nghĩa là đang đi, cho phép đi đấy các em ạ. Bên đây chị sẽ ấn nút bên dừng lại, không biết nó có dừng lại hay không. À, dừng lại rồi, thật là thần kỳ các em ạ. Cho đi. Vậy là nếu mà chúng ta ở chỗ này, chúng ta muốn ăn ở chỗ này thì chúng ta bấm dừng lại, còn không thì chúng ta vẫn cứ để cho nó chạy. Chạy qua bên đây thì sẽ có đầu bếp đặt thêm thức ăn vào cho chúng ta. Chị đã phân công được một đầu bếp rất là giỏi trong lĩnh vực làm sushi, đó chính là Tiểu Thúy. Bây giờ chị sẽ đặt những cái đĩa lên trên đây. Và Tiểu Bảo Thúy sẽ có nhiệm vụ là đặt sushi vào cho chị ăn. Em máy làm sushi tại đây. À đây có máy làm sushi các em ạ. Chị sẽ hướng dẫn các em sử dụng máy làm sushi luôn. Công việc này cũng khá là vất vả đây Tiểu Bảo Thúy ạ. Khác với chiếc khuôn làm sushi trước của chị thì chiếc khuôn này có thể làm một lúc được nhiều cái. Đúng rồi, tại vì sushi băng chuyền một lúc sẽ có rất là nhiều người ăn, làm từng cái một thì sẽ không kịp mất. Đầu tiên để làm sushi thì chúng ta cần kéo cái này lên đó. Sau đó cho cơm vào trong những cái khay như thế này. Và dùng một dụng cụ ấn xuống. Đây, ấn chặt xuống. À, chị sẽ làm mẫu như thế này thôi. Sau khi ấn xong rồi thì chúng ta sẽ hạ cái khuôn này và dùng cái đồ gắp gắp ra, đặt ra đĩa. Thế là xong. Ta-da! Rất là
là đơn giản đúng không nào? Giao nhiệm vụ này cho Tiểu Bảo và Thúi. Như chị Thơ đã hướng dẫn thì cách làm sushi bằng chiếc máy này rất là đơn giản, nhưng mà anh vừa mới phát hiện ra đây là một chiếc máy thần kỳ có khả năng làm ra một chiếc sushi hoàn chỉnh sau một lần bấm được các em ạ. Để bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho các em làm nhé. Đầu tiên là anh sẽ bỏ cơm vào như thường lệ. Anh Tiểu Bảo và Thúi của chúng ta thì rất là khéo léo. Sau đó thì anh sẽ ấn xuống đây và sushi của chúng ta sẽ lói ra. Ok, 3, 2, 1. Tết đến! Wow. Đấy, các em thấy chưa? Wow, anh Tiểu Bảo Thúi giỏi quá các em ạ. Chị không ngờ là anh Tiểu Bảo Thúi lại có tài năng như vậy á. Bái phục, bái phục. Đây thực sự là một chiếc máy có khả năng đặc biệt chứ không phải là do anh đâu. Chiếc máy này là chiếc máy thần kỳ của Tiểu Bảo và Thúi. Nào, chị sẽ cho sushi vào bên trong đây. Và gắp là xe, quên, gắp là đĩa. Ta-da. Tiếp theo đó chính là sushi thanh cua. Các em nhìn này. Sushi cá hồi, chị rất là thích ăn luôn. Sau đó là sushi cá trích. Đây. Ở đây thì còn có sushi bạch tuộc và sushi mực nữa. Bây giờ chị sẽ bật chiếc xe này lên cho nó chạy. Ta-dum! Thơm ngon quá các em ạ. Chiếc tàu này chạy thì cũng rất là từ từ thôi, chúng ta có thể lấy xuống và ăn ngay. Chị sẽ lấy sushi nào trước nhỉ? Cá hồi đi. Ta-da! Đó. Sau khi chị lấy miếng này thì đầu bếp sẽ có nhiệm vụ là đặt thêm một miếng khác ở chỗ trống. Có nghĩa là chỗ này. Ở đây, nhiệm vụ của đầu bếp Thúi. Wow, đầu bếp đúng là chuyên nghiệp luôn các em ạ. Bây giờ chị sẽ ăn thử sushi của đầu bếp Tiểu Bảo Thúi xem là có ngon hay không nhé các em. Hôm nay thì chị đã không chuẩn bị được wasabi, cho nên chị cần ăn với nước tương thôi cũng được. Thơm ngon. Đúng là Tiểu Bảo Thúi là đầu bếp số 1 thế giới. Em nên thử những món khác đi, ví dụ như là thanh cua này rất là ngon này. Đây, cá trích anh đã phải ra tận biển bắt đấy. Các em có tin được những lời anh Tiểu Bảo Thúi không? Đây, chị sẽ thử thanh cua của anh Tiểu Bảo Thúi. Thanh cua này chính tay anh tự làm nè. Thơm. Anh sẽ giới thiệu về các món khác đi. Ví dụ đây như là đậu hũ. Tào lao. Anh Tiểu Bảo làm rau không biết đây chính là sushi trứng. Lại rồi, ok. Anh Tiểu Bảo hãy giới thiệu về các món khác nữa đi. Các món khác thì cũng chỉ còn sushi trứng với lại sushi bạch tuộc thôi. Không, bạch tuộc đây, đây là mực anh ạ. Anh Tiểu Bảo hãy giới thiệu về các món khác nữa đi. Các món khác thì còn món gì nữa đâu, chỉ còn có sushi mực này, sushi bạch tuộc này, sushi trứng. Wow, món nào là món sở trường? Đâu cũng là món sở trường của anh hết, vì tất cả các món này đều do anh làm mà. Yeah, game có tin những lời anh Tiểu Bảo Thúi nói không? Nếu mực thì chính tay anh tự nuôi từ con mực bé xíu thế này này thành một con mực to bằng bàn tay. Đó là anh đã đem ra làm thịt nó để cho em ăn. Trứng thì do chính anh để à không? Chính anh. Anh Tiểu Bảo để trứng, chị sẽ phải thử ăn trứng của anh Tiểu Bảo Thúi xem là anh Tiểu Bảo để trứng có ngon hay không. Không, anh nuôi con gà mái mơ rất là đẹp. Con gà ấy đã đẻ ra một quả trứng, đẻ ra đúng duy nhất một quả trứng thôi, và anh đã dùng quả trứng đó để làm sushi trứng cho em ăn. Ghê, oách quá. Thế để em ăn thử thanh cua, còn con cua này.
Còn con cua này thì do cũng do chính tay anh nuôi luôn. Anh Tiểu nuôi được nhiều con quá. Em sẽ làm hộ anh. Còn rất là nhiều thứ ở đây em ạ. Anh chưa kịp làm ăn. Khỏi làm đi. Đây, anh Tiểu mà bảo thực chất thì không phải làm hay là gà của anh ấy không phải đẻ trứng đâu em ạ. Anh làm đây. Anh đã chạy ra siêu thị mà mua còn nguyên hộp ở đây. Đúng lộ. Còn nguyên hộp ở đây này em. Một cát gì cả. Một cái có dán nhãn như thế này thì chị nhớ rằng ở trong Aeon người ta bán với giá là 10.000 đồng đúng không anh Tiểu Bò Túi? Không phải đâu. Con tôm đấy là do anh nuôi đấy. Anh Tiểu, chắc là chị sẽ tin. Còn món này nếu mà do chính tay anh làm thì anh hãy nói là vỏ bên ngoài làm bằng gì cho em với? Bên ngoài làm bằng cao su thiên nhiên 100%. Anh thấy mà thấy tào lao rồi đó em ạ. Vỏ bên ngoài làm bằng đậu hũ đấy em ạ. Còn món này chắc chắn là anh Tiểu Bảo không biết cuốn đâu. Tại vì mỗi lần anh Tiểu Bảo thèm ăn là chạy qua nói chị năn nỉ chị cuốn cho ăn. Làm sao mà có thể làm nó được như thế này được. Lộ hết rồi nha anh Tiểu Bảo Thúi. Tại vì anh Tiểu Bảo đã lừa dối chị và các em cho nên hôm nay chị ăn tiệc của anh Tiểu Bảo và không trả tiền. Cái gì mà không trả tiền? Anh mua chỗ này hết 200 nghìn đấy. Vậy thì chị sẽ trả cho anh Tiểu Bảo 20 nghìn. Được em thôi, tuy nhiên dù sao chị cũng cảm thấy cảm ơn anh Tiểu Bảo vì đã hộ chị đi mua tất cả những thứ này. Tí nữa thì chị sẽ trả tiền cho anh Tiểu Bảo Thúi và không cho anh ấy ăn bởi vì anh ấy hay nói dối quá. Đã bảo là phối hợp để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo. Video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em cũng thích bộ đồ sushi băng chuyền này thì hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em những lần sau.